Chào mọi người nha. Bữa nay lại đi chiến ở cái sông Huyền Thoại ngày hôm qua đó nè. Đó. Bữa nay thì có anh này hôm qua rồi. Rồi thêm anh bên đây nữa nè, anh Ninh bên đây cũng hình như anh cũng quay YouTube nữa đó. Đó. Chào nha. Chào các anh em nha. Rồi. Đang ra cần hết rồi, chuẩn bị chiến. Đó. Chuẩn bị mồi nè, bữa nay cái gì? Cám bánh mì rồi. Lăn xê bánh mì. Lăn xê rồi gì ha. Tôm tép gì tùm lum á, cần tay, cần máy gì bố xua hết chân luôn á. Hy vọng cái này dính cá những ngày hôm qua nữa nha. Bây giờ nước còn đang ấy quá, nước còn đang cạn quá nè, tí nữa mới ra cần tay. Đang làm gì đó anh ấy ơi? Đang làm dân. Đang làm dân hả? Đang làm cù dân. Đang chuẩn bị lưỡi ra đó. Rồi nha, để coi từ từ coi chiến được con nào lên thì tiếp tục nha. Quá ơi, còn luôn đủ quá trời rồi, bạo lực quá trời rồi. Ôi trời ơi. Thiệt trời ơi, ông làm gì mà ông làm gấp dữ trời. Nó dây yếu mà. Yếu anh cứ xả đi đâu gì đâu. Quá rồi. Ú, con này bự ra. Bự hơn cái chân nữa hả? Ừ, bự hơn nữa. Quá bự. Quá đã rồi. Trời ơi, ông chơi bạo lực quá. Bỏ vô vỏ đi mình. Ông làm mà giống như hết hồn luôn. Hết hồn, hết vía luôn á. Đó, anh biết đó, chim này đâu phải nhung mới được. Con này bự lắm cá anh em ơi. Một ký á, con này cả ký á. Quá sướng phải không? Còn qua hai ba con ở này nè. Trời ơi, dính hai con luôn, kéo. Chơi bạo lực quá. Thả đi. Cái chim nhỏ. Lên cá nè, lên cá nè. Cá gì? Cá bông ni lông. Bao ni lông. Trời ơi. Ơi. Cá bông lau. Cá bông lau. Cá bự đây. Cần khẩu cao thủ. Con này có bông nè. Con này Pirana. Con này Pirana. Pirana. Pirana nha. Đây. Hoài luôn. Đó. Được không? Rồi quá ngon. Hồi nãy con này ăn luôn nè. Đó, ngon không? Rồi ngon. Rồi vô vỏ nghe, thu hồi.